Hello, xin chào mọi người. Mình nhận được rất là nhiều những comment từ các cô, chú, bác, anh chị và các bạn xoay quanh cái vấn đề là tại sao những người vượt biên tị nạn tại Hoa Kỳ ít khi nào mà ca ngợi về cái đất nước của mình mà đa phần là chỉ tôn sùng nước Mỹ. Thì để trả lời cái câu hỏi đó, mình sẽ thay lời cho tất cả những cái nhân vật mà kể những câu chuyện vượt biên của họ trong những cái video hành trình đi tìm những người vượt biên dưới cái nhìn khách quan của mình. Nhưng mà trước khi giải đáp cái thắc mắc, mình sẽ đi nhanh cái phần tin đi tìm người thân. Trong cái video trước có một cái chú nhắn tin có nhờ mình đi tìm người thân là chú Đỗ Văn Úc, đi lính ở sư đoàn 5, Bình Long, Lộc Ninh, chức vụ đại úy. Chú Đỗ Văn Úc quê ở Hà Tiên, Kiên Giang. Nếu chú vô tình có xem cái video này hoặc là ai có biết tin, xin nhắn tin về chú Đỗ Đức Thỉnh ở số 0333 068115. Bây giờ quay trở lại cái phần mà câu hỏi thì mình thấy là những cái người mà Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ họ cũng ca ngợi cái đất nước Việt Nam đó, nhưng mà tại vì sống trên cái đất nước Hoa Kỳ họ nhận thấy là người Mỹ họ có nhiều cái ưu điểm, thì thường thường những cái gì mà có ưu thế thì thường là phải được đề cập nhiều hơn. Thì theo như riêng cá nhân của mình thì mình thấy những cái người tị nạn thường họ ca ngợi nước Mỹ bởi vì có nhiều cái nguyên nhân, đó là nước Mỹ là một nước đa dạng, có nhiều cơ hội, tự do, có lòng nhân ái và đặt niềm tin ở Thiên Chúa. Bây giờ nói đến cái phần nhân đạo thì chúng ta sẽ quay lại là cái biến cố năm 1975, khi mà cuộc chiến tranh kết thúc, hàng triệu người Việt Nam đã rời bỏ tổ quốc ra đi để đi vượt biên. Thì trước cái tình hình đó thì các nhân viên Bộ Ngoại giao họ đã cảnh báo Quốc hội rằng những cái người cộng sản chiến thắng họ sẽ trả thù những cái người miền Nam Việt Nam, mà những cái người đó là những cái người đã ủng hộ Mỹ trong những cái cuộc xung đột. Những cái người miền Nam đó bao gồm những cái cựu quân nhân, những quan chức chính phủ và gia đình của họ. Cho nên năm 1977 thì Phó Tổng thống Walter Mondale, người đã từng cứu vớt những cái thuyền nhân, ông đã nói rằng thuyền nhân là những cái gì đó rất là khác biệt, và chính phủ Việt Nam họ đã đẩy hàng triệu người Việt Nam trên những cái chiếc tàu không có an toàn, và trên cái chuyến đường đó họ đã gặp rất là nhiều những cái cướp biển. Ông không có nghĩ là nó sẽ xảy ra ở đất nước này, nhưng mà nó đã xảy ra. Cho nên ông kêu gọi tất cả những cái nhà lãnh đạo thế giới phải giải cứu những cái người thuyền nhân Việt Nam. Và đến tháng 7 năm 1979, ông đã phát biểu trước hội nghị những người tị nạn Đông Dương của Liên Hiệp Quốc rằng ông đã so sánh những cái người tị nạn Đông Dương giống như là những cái người Do Thái cam chịu dưới cái thời Đức Quốc xã, và ông đã cam kết sẽ tăng viện trợ cho những cái người tị nạn. Đồng thời ông cũng kêu chính phủ Việt Nam phải ngừng trục xuất cưỡng bức những cái thuyền nhân. Và sau đó thì nhờ những cái cuộc đấu tranh mà chúng ta có những cái chương trình ra đi như là diễn HAO, ODB. Đó là những cái lý do khiến cho những cái người tị nạn họ ca ngợi cái nước Mỹ để tỏ lòng cảm ơn những cái Liên Hiệp Quốc đã giải cứu những cái người thuyền nhân. Chứ nếu không thì họ không biết thân phận của những cái người thuyền nhân nó sẽ như thế nào. Và cái lòng nhân đạo nó không có dừng lại ở đó, bằng chứng là hàng năm Hoa Kỳ vẫn là những cái nhà tài trợ ODA hàng đầu nhất thế giới. Giống như năm rồi, 2019 thì nước Mỹ đứng 34,6 tỷ, kế đến là Đức 23,8 tỷ, Anh Quốc 19,4 tỷ, Nhật 15,5 tỷ và Pháp là 12,2 tỷ. Cái việc viện trợ quốc tế này nó đóng một vai trò cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là nó làm cho những cái quốc gia thân thiện nó tránh rơi vào ảnh hưởng của những cái quốc gia không có thân thiện. Cái thứ hai nữa là nó có thể thanh toán cho cái quyền thiết lập và sử dụng những cái căn cứ quân sự ở cái nước ngoài. Mà những cái nguồn tiền viện trợ của chính phủ này nó đến từ cái những cái người dân đóng thuế và các nguồn thu khác của chính phủ mà cái quốc hội được phân bổ hàng năm thông qua những cái ngân sách của Hoa Kỳ. Mặc dù là cái số lượng cơ quan và các ban ngành quản lý hàng năm nó có sự thay đổi, nhưng mà trong những cái thời gian gần đây thì có trên 20 cơ quan chính phủ Hoa Kỳ họ quản lý những cái chương trình mà hỗ trợ nước ngoài. Những cái nước mà nhận được những cái viện trợ nước ngoài này bao gồm những cái nước là đang phát triển, những cái nước đang phục hồi trở lại sau chiến tranh, những cái nước có tầm quan trọng chiến lược với Hoa Kỳ và những cái nước có nhiều cái tài nguyên thiên nhiên. Thì như chúng ta biết, những cái nước nào mà có nhiều tài nguyên thiên nhiên thì những nước đó thì nó xảy ra những cái nhiều cái cuộc nội chiến hơn là những cái nước mà ít
tài nguyên thiên nhiên, thì thường thường những cái nước nào có nhiều tài nguyên thiên nhiên là những cái nước đó có khả năng nhận được những cái viện trợ nước ngoài nhiều hơn. Những cái thuật ngữ viện trợ về nước ngoài nó làm cho nhiều người có ý nghĩ sai về nó. Họ cho rằng khi mà Hoa Kỳ có những cái chương trình viện trợ nhân đạo ra nước ngoài thì nó không có mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề viện trợ này nó mang lại rất lợi ích cho nước Hoa Kỳ, kể cả về an ninh quốc gia và sự thịnh vượng về kinh tế. Khi mà họ viện trợ như vậy, nó họ làm cho nước Mỹ an toàn hơn, nó ổn định các quốc gia mà đã bị tàn phá bởi những cái xung đột và nghèo khổ, nó làm giảm bớt cái điều kiện mà dẫn đến là khủng bố. Bởi vì trên cái cơ bản, viện trợ nước ngoài nó có thể ngăn chặn chiến tranh trước khi mà chúng bắt đầu. Như vậy có phải là Mỹ đã tăng cường an ninh trên chính đất nước của họ? Thì cái người Việt Nam của mình sống trên một cái đất nước mà có cái sự bảo đảm an ninh như vậy thì dĩ nhiên là họ phải ca ngợi rồi, bởi vì họ cảm thấy là yên tâm hơn. Cái điều kế tiếp mà người Việt họ ca ngợi người Mỹ là tại vì họ thấy người Mỹ họ luôn luôn quan tâm tới những cái điều to lớn vĩ đại. Họ tạo ra những cái ngành công nghệ ưu tú, họ khám phá vũ trụ và họ nuôi dưỡng những cái người nghệ sĩ ưu tú nhất thế giới. Họ khao khát cái trí thông minh, họ trọng nhân tài. Bằng chứng là họ bỏ ra rất là nhiều tiền bạc vào những cái trường học, bệnh viện và những cái công trình nghiên cứu để tìm ra những cái nhà khoa học gia, những cái chuyên gia về vũ trụ để họ gửi người lên các vì sao, khám phá sao hỏa. Mà ngày nay chúng ta có được Internet, chúng ta có những cái iPhone và tất cả những cái thành tựu mà họ kiếm được, họ đều san sẻ cho toàn thế giới để mọi người cùng hưởng. Có nhiều người cho rằng nước Mỹ không có còn là vĩ đại nữa, nhưng mà chắc chắn trước đây họ đã từng là như vậy. Họ đã đứng lên cho những cái gì đúng đắn, họ đã chiến đấu vì cái lý do đạo đức, họ đã bãi bỏ rất là nhiều những cái luật lệ vì đạo đức, họ đã tiến hành những cái cuộc chiến chống nghèo khổ, họ đã hy sinh và họ có những cái sự quan tâm tới những cái quốc gia láng giềng. Thực tế mà tất cả những cái sự tự do tiến bộ mà các quốc gia đang thụ hưởng sẽ không có thể nào mà thực hiện được nếu như mà không có Hoa Kỳ. Cái lý do mà những cái sự tự do mà các quốc gia đang thừa hưởng hiện nay là nhờ vào những cha ông của những cái người Mỹ, họ đã đi tiên phong trong cái nguyên tắc chủ quyền, nơi mà các chính phủ trả lời cho những cái người dân thay vì ngược lại. Vào cái thời điểm mà nước Mỹ được thành lập, phần còn lại của thế giới là được cai trị bởi các vị vua. Những cái nhà sáng lập, họ đã thành lập ra một cái quốc gia đầu tiên trong lịch sử loài người, xây dựng trên một cái ý tưởng, đó là quyền tự do của con người. Sự trỗi dậy của Hoa Kỳ nó giống như là một cái siêu cường quốc, và cái sự chiến thắng của Hoa Kỳ nó đã hỗ trợ trước cái chế độ chuyên chế của Đức Quốc xã trong cái chiến tranh thế giới thứ hai và cái chế độ chuyên chế của Nga trong cái chiến tranh lạnh, và nó đã đập tan cái hệ tư tưởng thù hận của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Nó đã tạo nên một cái sự tự do lan rộng trên khắp thế giới, và nó cái sự tự do đó nó tạo ra một cái sự thịnh vượng vô cùng lớn chưa có từng thấy trên thế giới. Cho nên tháng 9 năm 2019, cái Viện Brooklyn đã báo cáo rằng lần đầu tiên kể từ khi cái nền văn minh áp dụng vào nền nông nghiệp bắt đầu thì khoảng 3,8 tỷ người sống trong những cái gian căn hộ gia đình có thể nói là đầy đủ chi tiêu để mà có thể gọi là tầng lớp trung lưu hay là giàu có. Và cái điều cuối cùng mà người Việt họ ca ngợi nước Mỹ đó là Hoa Kỳ. Họ có một cái quy mô to lớn và cái di sản văn hóa rất là đa dạng. Cái đất nước này họ có một cái bản sắc văn hóa phức tạp nhất thế giới. Người dân trong mỗi vùng họ có một cái lối sống, một cái giá trị văn hóa và những cái tập tục kinh doanh cũng như là ngôn ngữ khác nhau. Và người Mỹ họ hiểu rằng chính cái sự đa dạng này là một cái cơ hội mà cái nước này nó mang lại cái để hồi sinh, nó cung cấp những cái năng lượng cho lực lượng lao động và nó có sự kết nối lớn hơn cho nền kinh tế toàn cầu. Nhưng đồng thời nó cũng mang lại một cái mối nguy hiểm tiềm ẩn, nó đang rình rập dưới cái dạng là khoảng cách một cái thế hệ mới với những cái di âm về cái chủng tộc. Mà nếu như không có được kiểm soát chặt chẽ thì nó sẽ trở thành một cái mối nguy hại cho cái sự tiến bộ. Bằng chứng là hiện nay chúng ta thấy tình hình nội bộ của nước Mỹ rất là căng thẳng, và cái số người trẻ thuộc những cái chủng tộc hỗn hợp họ đã phản đối quan điểm cái mà những cái người trong số họ gọi là ngoại ô người da trắng. Những cái lớp này rất là giận dữ và họ luôn luôn nắm tầm nhìn của nước Mỹ. Và trước cái tình hình này, nó báo hiệu cho chúng ta thấy những cái sự khó khăn trong tương lai của nước Mỹ trong cái việc đồng hóa. Và việc hai cái ứng cử viên họ nói chuyện qua lại với nhau cũng cho chúng ta thấy được cái sự chia rẽ tiềm ẩn nguy hiểm trong nội bộ của nước Mỹ.
Nhưng đứng trước cái tình hình này, người Việt họ vẫn ủng hộ nước Mỹ bằng cách là họ quyên tiền lại để ủng hộ trong cái quỹ ủng hộ Tổng thống Trump. Hiện nay tình hình của nước Mỹ khá là phức tạp. Có một số người Việt họ cũng phản đối Tổng thống Trump, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số lớn người Việt họ ủng hộ ông và họ cũng thể hiện tinh thần yêu nước Mỹ, vì họ tin rằng nước Mỹ vẫn là một cái quốc gia tự do nhất, đổi mới nhất, thịnh vượng nhất trên thế giới. Và Tổng thống Trump rất là đúng khi mà ông nói ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông luôn luôn nhắc nhở những người có những cái đánh giá sai lầm về tầm nhìn rằng Hoa Kỳ không những chỉ đơn giản là một quốc gia vĩ đại trên trái đất, mà nếu như không có nước Mỹ thì trên thế giới này sẽ chìm đắm trong bóng tối của chủ nghĩa toàn trị hơn là ánh sáng của sự tự do. Đó là những cái suy nghĩ khách quan của mình để trả lời cho cái câu hỏi tại sao những người Việt tị nạn sống trên đất nước Hoa Kỳ lại luôn luôn ca ngợi nước Mỹ. Mình hy vọng sẽ nhận được nhiều cái ý kiến phê bình đóng góp từ phía mọi người. Chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.